Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Điểm Kinh tế SNews vào ngày 31 tháng 12. Nhân dịp cuối năm này thì SNews chúng mình muốn chúc đến cho khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Tiếp theo đây thì hãy cùng với SNews chúng mình đến ngay tới phần Điểm tin. Hôm nay ngày 31 tháng 12 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Các thành phố lớn trên thế giới sẽ đón năm mới như thế nào với đại dịch Covid như hiện tại? Top 3 các streamer được tìm kiếm nhiều nhất đều là những nhân vật gây bất ngờ. Hiện tại thì đang phải chạy đua cho công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Hà Nội và những thông tin đáng chú ý khác có trong 24 giờ qua. Và chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm 2022. Nhưng với bối cảnh đại dịch như thế này thì một số nước vẫn sẽ tổ chức tiệc đón năm mới như mọi năm và một số nước thì vẫn sẽ hủy các sự kiện do số ca mắc Covid-19 tăng đáng kể. Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu thêm là các nước sẽ tổ chức tiệc đón năm mới với hình thức như thế nào nhé. Đầu tiên là tại New York, lễ đón năm mới tại quảng trường Thời Đại vẫn được diễn ra như thông lệ nhưng chỉ có 15.000 người sẽ được tham dự sự kiện. Tuy nhiên thì chương trình vẫn được phát sóng trên TV và các nền tảng trực tuyến. Người tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang và xuất trình giấy tờ cá nhân tại các cửa kiểm soát trước khi tham dự sự kiện. Còn ở Sydney, Úc, mặc dù là số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh, thành phố Sydney vẫn sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa mang tính biểu tượng của mình. Theo giám đốc sản xuất chương trình chào đón năm mới cho biết sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa ngoài trời với quy tắc là mỗi người đứng cách nhau 2m. Năm nay, Dubai sẽ có đêm hội âm nhạc của DJ David Guetta sẽ được diễn ra như kế hoạch tại bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Theo sau sẽ là màn trình diễn laser và pháo hoa tại tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa. Số người tham dự sẽ không bị giới hạn nhưng được yêu cầu là phải đăng ký trực tuyến trên app Dubai IMA trước khi vào khu vực sự kiện. Ngoài ra thì sẽ có một số thành phố hủy các sự kiện chào đón năm 2022 như sau. Thủ đô Berlin Đức cấm tổ chức bắn pháo hoa và các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và giảm áp lực lên các bệnh viện công. Tương tự với thủ đô London, Anh, khi thị trưởng thành phố Sadiq Khan cho biết, do số ca mắc Covid-19 tăng, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định sẽ hủy sự kiện năm mới tại quảng trường. Sự an toàn của người dân London là trên hết. Và kinh đô thời trang Paris hoa lệ của Pháp cũng sẽ hủy sự kiện bắn pháo hoa truyền thống tại đại lộ do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao gần đây. Và cuối cùng là thủ đô Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa và tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón Tết dương lịch như mọi năm, bởi hiện tại thì thành phố dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày. Trong năm 2021 vừa qua thì đã có rất nhiều streamer có những thành tựu ấn tượng trong làng game thủ Việt. Nhưng không phải những streamer nào thành công nhất, kiếm được nhiều tiền nhất cũng sẽ được tìm kiếm nhiều nhất. Thay vào đó thì những nhân vật mà được tìm kiếm nhiều nhất đều là những cái tên game bất ngờ. Và top 3 đó là ai? Đầu tiên là trong năm vừa qua, streamer được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam đó chính là Mèo24. Thời điểm nữ streamer này được tìm kiếm nhiều nhất là vào đầu tháng 2 năm nay. Nguyên nhân là vì nữ streamer này đã dính vào drama lộ clip 18+ và trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng suốt một thời gian dài. Mèo24 tên thật là Nguyễn Hoa, sinh năm 1999. Trong cộng đồng Liên Quân Mobile thì Mèo24 nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và cách nói chuyện duyên dáng thú vị. Sau khi drama lộ clip nổ ra thì Mèo24 đã trở thành cái tên được nhắc đến trên mọi nền tảng mạng xã hội. Và các tên được tìm kiếm nhiều thứ hai trong năm vừa qua tại Việt Nam là nữ streamer Nikki. Được biết thì nữ streamer ngoại quốc này đã trở nên nổi tiếng tại Việt Nam qua câu chuyện con cá và bộ cosplay nữ tu sĩ. Theo đó thì nữ streamer Nikki là một cái tên không mấy phổ biến trong cộng đồng game thủ quốc tế. Cô thường livestream cho những tựa game được fan yêu cầu hoặc là trò chuyện cùng với fan hâm mộ. Ở vị trí top 3 là cái tên Hana Oioi. Nữ streamer này đã gây chấn động trong cộng đồng game thủ quốc tế cũng như là Việt Nam vào đầu tháng 9 vừa qua. Cụ thể hơn thì Hana Oioi được mệnh danh là nữ streamer xinh nhất trên thế giới với các trang điểm như là nhân vật trong game của cô nàng. Hana Oioi cũng là nữ streamer dạng tương tác, nói chuyện hay là thực hiện thử thách từ fan như là cosplay, làm video TikTok, chơi game. Tuy nhiên, sau khi bị phát tán ảnh và video trong group 18+, thì hình tượng của Hana Oioi đã bị sụp đổ. Tên tuổi của cô cũng đã bị tìm kiếm trên khắp trên mạng xã hội theo một cách khá là tai tiếng. Trong bản tin công nghệ ngày hôm nay thì SNews chúng mình sẽ giới thiệu lại đến cho khán giả một dòng máy Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G với giá giảm vô cùng là hấp dẫn trong những ngày cuối năm này. Ra mắt vào năm 2020 nhưng đến nay thì Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G là một siêu phẩm đáng sở hữu trong tầm giá. Note 20 Ultra có thiết kế vuông vức kết hợp với cụm camera khá lớn nổi bật ở phía sau. Smartphone sở hữu kích thước màn hình 6.9 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét là 120Hz có thể thay đổi linh hoạt tùy vào các tác vụ sử dụng. Dù ra mắt từ năm ngoái nhưng cho đến hiện tại thì hiệu năng của Note 20 Ultra 5G vẫn cực kỳ mạnh mẽ nhờ trang bị con chip Exynos 990 mượt mà. Galaxy Note 20 Ultra 5G còn mang đến cho bạn bộ 3 camera có độ phân giải cao, camera sau 108MP có khả năng zoom quang học 50X. Book S Pen trang bị cùng với điện thoại giúp cho bạn dễ dàng xử lý các tác vụ công việc. Chiếc điện thoại này đang có mức giá khuyến mại là khoảng 20 triệu đồng tại hệ thống 7S từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12. Chúng mình cũng sẽ để các thông tin sản phẩm bên dưới, hãy truy cập vào đường link để sở hữu ngay nhé. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.
Được biết thì đây sẽ là lần thứ 2 Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. SEA Games 31 sẽ có 40 môn thi đấu và 526 nội dung với 10.000 người tham gia. Trong đó, thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc lần lượt là vào ngày 12 tháng 5 và ngày 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thời điểm này thì ban tổ chức đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội lần thứ 2 diễn ra tại Việt Nam. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện và thi đấu được coi là hình ảnh của thể thao Việt Nam. Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách thể thao Trần Đức Phấn, ban tổ chức đặt ra mục tiêu là chậm nhất đến tháng 4 năm 2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng tại các điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất đưa vào vận hành thử. Kinh phí tổ chức SEA Games 31 sẽ vào khoảng 1.700 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó thì gần 600 tỷ đồng dành cho cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội đã được cấp. Theo ghi nhận của phóng viên thì cho đến nay các công trình vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ và sẽ sớm bàn giao để có thể tổ chức một giải đấu tiền SEA Games coi như là một bài kiểm tra cho ban tổ chức. Trong khi đó thì vấn đề chuyên môn như là huấn luyện viên, vận động viên cũng như là Hà Nội tập trung đầu tư trọng điểm hướng đến các vận động viên có thành tích cao, những bộ môn có thể phát triển nằm trong Olympic. Ông Đỗ Đình Hồng nói, trước những khó khăn về dịch bệnh cũng như là các yếu tố khác thì Hà Nội luôn xác định trên tinh thần cao nhất, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt sẵn sàng cho SEA Games 31. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Vest đi chúng mình cập nhật thêm về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý nhất mà ST chúng mình có trong 24 giờ qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.